Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe hơi và xe cũ. Em xin giới thiệu, em là Hoàng Hẩm. Các anh chị và các bạn mà muốn truy cập các mẫu xe đang hot nhất thị trường thì hãy truy cập vào kênh YouTube của ô tô Hoàng Hẩm. Thì hôm nay em lại xin giới thiệu tới các anh chị và các bạn một mẫu xe SUV đến từ nhà Mercedes-Benz, chiếc xe GLC 300 được sản xuất 2017 và đăng ký 2017. Thật sự là GLC là một mẫu xe đang hot nhất thị trường hiện nay. Tất cả các xe mới ở trong hãng hiện tại là đang không có xe nữa. Thì bên em lại mới về một chiếc xe GLC 300 sản xuất 2017 siêu lướt. Thật sự là một chiếc xe quá mới. Chiếc xe GLC 300 thì bên em mua của một chủ nhân làm ở bên tập đoàn Vingroup, nên là không được sử dụng dòng xe mẹ nữa, bắt buộc phải đi xe của Vin. Nên anh chị bán cho em chiếc xe này cũng rất là tiếc. Thì chiếc xe này hiện tại là bên em vẫn đang để rất là mộc mạc, vì chủ nhân chăm sóc chiếc xe này thì nó là còn quá mới rồi. Xe đã được phủ 7 lớp ceramic và lắp thêm rất nhiều đồ chơi. Thì xin mời các anh chị và các bạn cùng ngắm nhìn toàn bộ phần ngoại thất và phần nội thất của chiếc xe GLC 300. Từ tất cả những chi tiết bề mặt đèn và đến bề mặt sơn, tất cả những đường gân hay là từ cái phần lá răng xe thì còn gần như là rất là hoàn hảo, còn quá mới luôn. Thật sự là để tìm được một chiếc GLC màu đen, nội thất màu kem còn mới như này rất là hiếm. Một chiếc xe siêu lướt mới chạy đâu đó hơn 4 vạn km thôi. Chiếc xe thì được chủ nhân bảo dưỡng cũng như là bảo hành định kỳ tại Mercedes-Benz. Chiếc xe thì bên em vẫn hỗ trợ vay trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Các anh chị và các bạn quan tâm đến chiếc xe GLC 300 4MATIC thì hãy liên hệ theo số hotline ở trên màn hình. Về phần cốp của chiếc xe, thiết kế của nhà LC thì cái phần cốp cũng rất là rộng rãi và để cũng được rất nhiều đồ đạc cho anh chị và các bạn cuối tuần đi chơi hoặc là đi đánh gốp, cũng rất là thuận tiện. Từ những cái phần cốp cũng chủ nhân cũng trang bị từ những cái lót cốp và những giấy bóng còn vẫn còn theo xe đấy anh chị này. Phần nỉ rất là đẹp, như mới tinh luôn. Cốp điện. Về phần nội thất của chiếc xe GLC 300 2017, chiếc xe thì mang nội thất màu kem cực kỳ sang trọng, cùng với hệ thống loa boom meter. Đây anh chị và các bạn cùng ngắm nhìn cái phần nội thất của chiếc xe đây, xem là tự anh chị và các bạn cảm nhận xem là cái phần nội thất của chiếc xe GLC 300 2017 nó mới đến mức độ như thế nào. Với thiết kế cửa sổ trời toàn cảnh thì làm cho cái khoang ở bên trong chiếc xe GLC trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Cùng thiết kế với hai hàng ghế điện, hàng ghế trước nhớ ghế 3 vị trí, hệ thống đèn auto. Đây để anh mở cái nổ máy lên cho khách hàng xem. Đây anh chị và các bạn cùng quan sát đấy. Từ cái phần vô lăng còn rất là mới đấy anh chị nhé. Mới chạy được 3 vạn mai, tương đương đâu là hơn 4 vạn km. Chiếc xe cũng đã được chủ nhân lắp thêm cái màn hình Android rất là đẹp, màn hình to hơn so với cái phiên bản cũ. Tất cả những chi tiết còn quá mới luôn, thật sự là một chiếc xe siêu lướt. Xin mời các anh chị và các bạn cùng ngắm nhìn chi tiết phần khối động cơ của chiếc xe GLC 300. Chiếc xe GLC 300 thì mang khối động cơ 2.0 cực kỳ là êm ái. Đây anh chị và bạn cùng quan sát đấy, tất cả những chi tiết từ ốc capo còn nguyên bản, từ những chi tiết nhỏ còn nguyên bản hết anh chị nhé. Chiếc xe thì được chủ nhân bảo dưỡng bảo hành định kỳ tại Mercedes-Benz. Đây anh chị và các bạn cùng ngắm nhìn từ những cái dấu chấm sơn ốc của nhà máy còn rất là dấu chấm sơn nguyên bản.
phối động cơ thì bên em cũng chưa là dọn dẹp gì, vẫn nguyên bản. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp. Chiếc GLC 300 sản xuất 2017 thì bên em đang được chào bán với giá là 1.790.000. Có gia lộc một chút cho các anh chị và các bạn nào có thiện chí và quan tâm tới chiếc xe. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của em. Các anh chị và các bạn muốn cập nhật các mẫu xe hot nhất thị trường thì hãy liên hệ theo số hotline trên màn hình hoặc truy cập kênh YouTube Ô tô Hoàng Thẩm. Xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.